chiến thần phân bậy, chúa tể wrestling, kẻ hủy diệt những quả pen. Những mỹ từ trên vẫn không bao giờ là đủ để có thể mô tả đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất của người được mệnh danh là Tiểu Kevin của ngoại hạng Anh. Chiều tí thôi, thế nhưng mà anh em fan quỷ đỏ vẫn đều đang hiểu rằng nếu không có những pha đơm bóng ở mọi góc siêu cao như bắn gần nì, thì chắc là số key pass của MU còn thấp hơn cả tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội của Marcus Rashford. Tiền vệ người Bologna luôn là top những vị trí phải cai ải nhiều nhất của đội chủ sân Old Trafford. Còn nhớ mùa giải 22-23, Bruno đã nhận được một danh hiệu mà chắc chắn bản thân anh cũng không mong muốn, đó là cúp dành cho cầu thủ có số trận nhiều nhất trong một mùa giải, với tổng cộng 72 trận đấu trên mọi giải đấu. Đó là chưa kể anh vẫn phải tiếp tục lăn lộn vào ở vòng loại Euro cùng đội tuyển Bologna khi mà còn chưa được nghỉ ngơi quá một tháng. Cơ mà bằng cách này hay cách khác, những người hâm mộ MU luôn tìm cách để chỉ trích ngôi sao đồng hương anh Bảy. Có lẽ là bởi vì sự thể hiện cảm xúc trên sân bóng khiến anh bị người ta gán cho cái biệt danh là chúa mõm. Bruno từ lâu vốn đã mang ấn tượng xấu trong mắt các trọng tài EPL. Cứ mỗi khi có một pha phạm lỗi hay là va chạm xảy ra, thì hành vi đầu tiên của tiền vệ này đó là cứ chạy đến chỗ trọng tài cái đã. Thậm chí có nhiều vị vua áo đen cứ hễ thấy Bruno xuất hiện sau mình là ngay lập tức đưa tay vào túi áo như một phản xạ tự nhiên để tiện rút thẻ vàng cho nó nhanh. Chả thế mà ở mùa giải 23-24 vừa qua, số bìa đậu phụ mà Bruno đã phải ăn còn nhiều ngang với số đóng góp trên sân của anh ta nữa. Với 15 bàn, 13 kiến tạo và nhận tới 12 thẻ vàng ở mọi đấu trường. Ở trên tuyển thì Bruno phải đá cặp với một tập thể toàn system player, tức là những người đồng đội của anh đa phần đến từ những câu lạc bộ như Man City chẳng hạn. Họ có bài vở rõ ràng và chiến thuật sẵn sàng rồi. Cái kiểu như Bernardo Silva ấy, thành ra là khó kết hợp với nhau. Còn về câu lạc bộ MU thì anh lại còn phải nạp thêm giáo án của trường sân khấu điện ảnh chuyên ngành hài kịch Erik ten Hag. Thật khó cho Bruno khi anh cứ bị mắc kẹt giữa vòng xoáy của sự bất lực. Ít ra thì mặc dù mang tiếng là hay đưa mồm đi chơi xa, nhưng hiệu quả mà anh ta mang lại trên sân bóng cũng không hề thua kém. Nhà hát của những giấc mơ cứ luôn phải ôm lấy hai dòng trạng thái. Một là loại bỏ Bruno để xây dựng một lối chơi cụ thể, build up player rõ ràng. Nhưng mặt khác thì nếu bỏ anh ta ra ngoài thì lại chẳng có ai lắp vào để khỏa lấp được chỗ trống đó. Vì vậy, một slot xuất hiện trong mùa giải EP24 của Bruno Fernandes chắc chắn là cái ghế, vì điều này không cần phải bàn. Một vài mùa thẻ gần đây của Bruno có được một bộ chỉ số rất ngon. Ưu điểm là pressing giáp và đặc biệt là pressing trọng tài. Chuyền bóng hay và dứt điểm quyết đoán. Điểm yếu ở đây là thể hình khá mỏng cơm và tốc độ cũng không phải là nhanh so với mặt bằng chung của FC Online. Và mùa thẻ EP24 mới ra thì cũng có một bộ chỉ số khá tương tự vậy thôi. Là một mùa thẻ có bộ chỉ số tốt nhất. Bruno mùa EP24 vẫn có cho mình chân 4, chân 5. Nhưng đổi lại là dứt điểm lên tới 121 ở mức thẻ cộng 5. Bruno đã được nâng cấp rất mạnh ở khả năng sút xa khi đã được nâng tới 7 điểm lực sút và 6 điểm sút xa so với mùa gần nhất. Điều đó biến anh này trở thành một trong những tiền vệ có khả năng dứt điểm đa dạng nhất game ở thời điểm hiện tại. Nếu căn chỉnh góc đẹp thì những cú ra chân của Bruno đều có thể đi vào góc mà thủ môn không thể với tới được. Chiều cao chỉ có 1m79 và nặng 69kg lại còn form người nhỏ. Bruno khá yếu trong những khoảng tranh chấp. Và tất nhiên thì chả ai cầm Bruno mà đi so vai với các trung vệ hay là Gullit, Vieira bao giờ cả. Thể hình nhỏ con cộng thêm sự khéo léo cao giúp cho Bruno xoay trụ tốt và luồn lách rất tốt, rất phù hợp với meta hiện tại là dê bóng dính. Cùng với đó là Bruno luôn sở hữu một AI rất tốt để có thể chọn vị trí hay và một bộ chỉ số đẹp cho một tiền vệ trung tâm. Chắc chắn là chỉ thiếu mỗi thánh chuyền bóng thôi. Sở trường mạnh nhất của Bruno Fernandes chắc chắn vẫn luôn là khả năng phất bóng dài. Bruno có thể tung ra những đường phất bóng từ nhà đến trường chuẩn và đẹp như David Beckham. Với bộ chỉ số tầm nhìn và truyền dài rất cao, Bruno cực kỳ phù hợp với những anh em có lối chơi phản công và luôn cần những tiền vệ có khả năng chọc khe W hoặc ZW chính xác. Ngoài ra thì tiền vệ này bắt đầu từ mùa BOE đã là một trong những họng pháo đáng gờm tại khu vực trung tuyến, sút rất ảo. Team Color MU nói chung là toàn những ông sút khét mà thôi. Nhìn chung thì Bruno mùa EP24 là một tiền vệ khá thú vị và tương đối dễ dùng, lại còn Team Color quốc dân nữa chứ. Khá hợp với meta 10.0 và chuyền bóng hay, năng nổ, sông sáo, dứt điểm đa dạng, thể lực dồi dào. Nguồn thể lực dồi dào và bộ kỹ năng đầy đủ có thể chơi ở cả trung lộ lẫn hành lang biên giúp cho Bruno luôn có chỗ đứng trong đội hình
Kể cả là làm một dự bị chiến lược thì cũng khá hay, dễ đá, dễ sắp xếp trong mọi meta sơ đồ. Ở ngoài đời thì hay truyền bừa phất bậy vậy thôi, nhưng mà nếu ở trong game thì phất bậy là phải do người chơi, chứ đâu thể nào là do Bù Nô được. Vì vậy, nếu mà so với chung Kevin thì Bù Nô cũng chỉ thua kém ở những điểm cụ thể sau đây, và nó hiển thị ngay trên thẻ cầu thủ đó. Đó là Bruno không thuận hai chân, và thể hình thì thua một chút, còn lại thì mọi thứ không hề tệ. Nếu gọi là tiểu Kevin thì cũng không sai, bởi vì mọi thứ thì đều thua một chút. Đó là điều chấp nhận được mà. Dù sao thì anh Trung Kevin cũng đã là quốc dân rồi. Nhưng nếu bạn là một quỷ đỏ chính hiệu thì tội gì mà không rước Bruno mùa EP24 về cho đẹp đội hình nhỉ? Lại còn mùa thẻ ngon nhất đấy chứ. Còn với anh em thì sao? Anh em có phải là học giả ưu tú của trường phái phất bậy leo danh hay không? Đừng ngần ngại tung ra những pha chọc khe lên tới 70m cùng Bruno 24 EP. Và tiếp tục gợi ý những cái tên tiếp theo lên thớt cùng Bình Phối Studio ngay ở ngay dưới phần comment các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.